Xin chào tất cả cô chú anh chị ha. Hôm nay giao lưu với cô chú anh chị mình một lô phôi hoa giấy Mỹ ha. Rất mong cô chú anh chị mình ủng hộ ha. Rồi, mã số đầu tiên là mã số 49. Cây rất là quái đẹp luôn ha cô chú anh chị. Cây này thì nó bị chày cái lỗ chỗ này nè. Đó, bị chày chỗ này cái lỗ. Nhưng mà mặt bên đây thì rất là đẹp nha. Đó, nguyên cái củ rất là đẹp luôn. Cây này thì nó hơi nặng. Hoành là 31 hoành nữa nha cô chú anh chị. Chiều cao là 49. Đế nôm cao là 43. Đường kính bầu này là 20. Rồi cây mã 49. Cây này giao lưu 800.000. 49 nha, 800.000. Bao ship luôn nha cô chú anh chị. Mã số 50. Cây một cốt quái lắc lượng nha. Bông giấy Mỹ nha, một cốt lắc lượng quái luôn. Cây này có cốt cành luôn nha cô chú anh chị. Đây em đo ngay cái vị trí này. 21 hoành. Chiều cao tổng là 52. Đường kính bầu này là 22. Mã số 50. Cây này 400.000 nha, bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Đó, cô chú anh chị mà có đặt cây á thì cọc giúp em ha. Tại vì cỡ này cũng bơm quá trời bơm hàng luôn. Đó, cọc giúp em thì em đi hàng nha cô chú anh chị. Đó, cô chú anh chị cũng thông cảm ha. Giờ quá trời đặt muốn lấy mua hồng hồng thì cái đó em không có xử lý được cô chú anh chị ơi. Đặt thì thích thì lấy, không thích thì thôi, thì em cũng bó tay luôn. Mình đặt thì mình có trách nhiệm chứ, tại vì làm ăn giờ cũng khó khăn lắm. Đó, tiền ship này kia tùm lum hết trơn nha cô chú anh chị. Hoành là 27. Chiều cao là 50. Đế nôm cao là 35. Đường kính bầu là 22. Cây này cực đẹp luôn nè. À, cây này cốt cành đẹp ha. Bây giờ mình chơi cái dáng giống vậy nè, để trồng vậy nè. À, đổ treo xuống ha. Rồi mã số 51. 550.000. Bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Đi về cây bông giấy này đi về là nó bị chạy hết trơn à cô chú anh chị ơi. Cô chú anh chị cũng thông cảm giúp em đi ha. Mua bán giờ khó khăn lắm. Em mua bán giờ em bán chắc không à cô chú anh chị ơi. Rồi mã số 52. 52. Cây này đặc biệt á, đặc biệt cái là nó có cái cục bú ngay chỗ này nè, có cái cục bú đây nè, rất là quái luôn. Ăn tiền là cái cục bú ngay vị trí đó rất là chú anh chị. 17 hoành. Chiều cao là 50. Đế nôm cao là 28. Đường kính bầu là 17. Cây này cũng khá đẹp nha. Rồi mã số 52. 400.000. Một cây dáng bay nha cô chú anh chị. Cốt cành có sẵn luôn ha. Cây đế nó quá đẹp luôn. 24 hoành. Chiều cao là 54.
Đế nơm cao này là 42 ha. Đường kính bầu là 25. Cây có cốt cành sẵn cho nghe cô chú chị. Rồi mã số 53. 650.000 nha. 650.000. Thì cây này nó có bị chày lỗ nhỏ ngay chỗ này nè cô chú chị ha. Đó, cây bị chày ở đây sơ sơ nè. Đó. 650. Năm mươi bốn, cây này quá đẹp luôn cô chú chị ơi, có cốt cành luôn ha, cốt cành bonsai luôn, đế cũng đế bonsai luôn, chân dài luôn ha, 22 hoành, chiều cao là 46, đường kính bầu là 20, đế nơm cao này là 29 ha. Cây mình mua về quan trọng là cây đẹp cây xấu chứ cô chú anh chị, mình đừng có quan trọng cây to cây nhỏ nha. Đó, cây to mà nó xấu nó cũng vậy à, thà mình chơi một cái cây nhỏ đẹp. Rồi mã số 54, cây này 400.000, bao ship luôn nha cô chú anh chị, cây này nó đâm chậu hết trơn này. Một cây mini, nó già mà nó nứt da trên này cô chú chị. Cây này đẹp cây lắm á, 19 hoành, chiều cao là 39, đường kính bầu là 19 luôn. Rồi mã số là 55, 300.000 thôi, bao ship luôn nha, 55, 300.000. Năm mươi sáu, một cây mini nữa nè. Cây này thì cái cọng rễ này nè, nó bị chạy nhẹ nha, nó bị chạy chút xíu nha cô chú chị, không sao ha. Cây này mình chơi đổ được nha cô chú anh chị. 17 quanh, chiều dài là 45, đế nơm này là 36, đường kính bầu này là 17. Rồi mã số 56, 56, cây này 300.000 nha cô chú anh chị, 300.000. Một cây chân dài luôn. Đây, chân dài luôn nha. Này mình chơi trực quyền cũng được nha cô chú anh chị. Lợp cái nón lên là quá đẹp. Cây này cái form cây bài đó cô chú anh chị. Form cây bài rất là đẹp nha. Mười bốn quanh, chiều cao là 43, đường kính bầu là 15 ha, đế nơm nè, đế nơm cao là 30. Rồi mã số 57, 300.000, rồi 58. Một cây lùng lực luôn cô chú chị, lùng lực luôn, quá trời cái củ nó dặn mình đẹp ha, dặn mình đẹp luôn nha cô chú anh chị. Hai mươi bốn hoành, chiều cao là 44, ở từ đây sổ lên tới đây là 30 nè, đường kính bầu này là 17. Rồi mã số 58 ha. 550, 58, cây này 550.000 nha cô chú chị, bao ship luôn. Cây này quá đẹp luôn.
59. Tiếp tục cây này dán đổ ha, cây này mình chơi đổ được luôn nha. Đó. Tùy cái cách mình chơi thôi, không thì mình dựng lên mình chơi chịch cũng được. Ba hoành chiều cao là 47, đường kính bầu là 17, đế nôm cao là 32, rồi mã số là 59, 450 ha, bao ship luôn nha cô chú anh chị. Năm mươi sáu mươi ha. Cây này để giữ luôn. Cây này nó cũng có đâm chồi nghe cô chú anh chị. 22 hoành. Chiều dài là 46, cao là 46 ha. Đường kính bầu này là 26. Đế nôm là 39. Mã số là 60 ha. 450. Cây này rất là to nha cô chú anh chị. 450.000. Đẹp luôn. Rồi em cũng xin chào, chúc cô chú anh chị sức khỏe và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nhé.